Emily kính chào tái ngũ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình thời sự Hoa Kỳ ngày 15 tháng 9 năm 2024 do đội ngũ ban biên tập Epoch Times thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Thuế trừng phạt đối với xe điện Trung Quốc tại Mỹ sắp tăng gấp 4 lần. Tin vui, Tòa án tối cao Pennsylvania phán quyết lịch sử ngăn chặn âm mưu gian lợn của phe dân chủ tại Pennsylvania. Tổng thống Trump nêu ra những thất bại của Harris với tư cách là luật sư quận San Francisco. Và sau đây là phần thông tin chi tiết thưa quý vị, chính quyền Mỹ ngày 13 tháng 9 thông báo sẽ tăng thuế đối với xe điện và một số hàng hóa khác của Trung Quốc kể từ ngày 27 tháng 9, trong một phần của nỗ lực duy trì khả năng cạnh tranh của người lao động và các ngành công nghiệp liên quan ở Mỹ. Theo văn phòng đại diện thương mại Mỹ, thuế trừng phạt đối với xe điện của gã khổng lồ châu Á sẽ tăng gấp 4 lần lên 100% từ mức 25% hiện tại, và thuế đối với phin lithium-ion cho xe điện sẽ là 25%, tăng từ 7,5%. Cả hai mức thuế mới này đều có hiệu lực từ ngày 27 tháng 9 tới. Trước đó, EC, cơ quan giám sát chính sách thương mại của Liên minh châu Âu, đang tiến tới đưa ra đề xuất mức thuế cuối cùng tới 35,3% lên xe điện được sản xuất tại Trung Quốc, ngoài mức thuế nhập khẩu hiện hành là 10%. Đề xuất trên sẽ được 27 nước thành viên EU bỏ phiếu. Đề xuất sẽ được thực thi vào cuối tháng 10 sắp tới nếu đa số, tức 15 thành viên chiếm 65% dân số EU không bỏ phiếu chống. Thưa quý vị, trong một nỗ lực thuyết phục các nước thành viên EU bác đề xuất đánh thuế lên xe điện, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào sẽ tới Italy trong tuần tới, dự kiến sẽ có cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Italy Antonio Tajani và Bộ trưởng Công nghiệp nước này Adolfo Yoso tại Rome. Italy ban đầu ủng hộ việc đánh thuế xe điện Trung Quốc trong cuộc bỏ phiếu không ràng buộc của các nước thành viên EU vào tháng 7 năm 2024 cùng với Pháp và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, trong chuyến thăm Trung Quốc, thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 11 tháng 9 đã nói với các nước thành viên EU và Ủy ban châu Âu nên cân nhắc lại để tránh một cuộc chiến thương mại có thể nổ ra. Được hỏi về việc liệu quan điểm của Italy về vấn đề trên có thay đổi hay không, ông Oso đã trả lời bên lề phiên chất vấn tại quốc hội rằng ông hy vọng sẽ có được giải pháp thông qua thương lượng. Tuy nhiên, trong khi thị trường xe ô tô điện tại phương Tây đã không đạt mức tăng trưởng cao như những năm trước, thậm chí bị chứng lại thì Trung Quốc vẫn tiếp tục công bố kết quả tích cực với tốc độ tăng trưởng xe điện nhanh nhất trên thế giới. Trang Cascops dẫn từ một báo cáo gần đây của công ty nghiên cứu Rose Motion cho thấy, Trung Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ghi nhận hơn 1 triệu xe điện, gồm cả hybrid được bán ra trong một tháng. Doanh số kỷ lục này được thiết lập vào tháng 8 năm 2024 vừa qua, tăng tới 33% so với cùng kỳ năm 2023. Tin vui, tòa án tối cao Pennsylvania phán quyết lịch sử ngăn chặn âm mưu gian lận của phe dân chủ tại Pennsylvania. Quý vị thân mến, trong một đòn giáng mạnh vào phe dân chủ gian lận, Tòa án tối cao Pennsylvania đã ra phán quyết vào thứ Sáu rằng các lá phiếu không có ngày tháng hoặc ghi ngày không đúng sẽ không được tính. Đảng dân chủ chủ yếu dựa vào hình thức bỏ phiếu qua thư vào năm 2020 để đưa Chu Baderin về đích. Hãy nhớ rằng, tổng thống Trump đã dẫn trước Chu hơn 750.000 phiếu bầu tại Pennsylvania vào nửa đêm ngày bầu cử năm 2020. Nhưng Đảng dân chủ ở Pittsburgh và Philadelphia vẫn tiếp tục kiểm phiếu bầu qua thư trong hai tuần mà không có giám sát viên của Đảng Cộng hòa. Sau đó, Joe Biden đã thắng trắng trợn ở Pennsylvania với khoảng 80.000 phiếu bầu sau khi Đảng dân chủ gian lận trong việc bỏ phiếu qua thư. Kính thưa quý vị, vào tháng trước, một tòa án cấp dưới đã phán quyết rằng việc từ chối các lá phiếu gửi qua thư có ghi ngày không đúng là vi hiến đảng cộng hòa pennsylvania và rnc đã có hành động pháp lý và kháng cáo quyết định của tòa án tòa án tối cao của tiểu bang đã ra phán quyết có lợi cho họ vào thứ sáu chủ tịch rnc michael wadley đã ăn mừng chiến thắng bày tỏ rằng đây là chiến thắng lớn về tính toàn vẹn trong cuộc bầu cử ở pennsylvania Thưa quý vị, sau hành động pháp lý từ RNC và đảng Cộng hòa Pennsylvania, Tòa án Tối cao Pennsylvania đã bác bỏ nỗ lực của đảng Dân Chủ nhằm kiểm phiếu không ghi ngày tháng. Điều này khiến cho việc bỏ phiếu qua thư ở Keystone State ít có khả năng xảy ra gian lận hơn. Chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu và giành chiến thắng. Tổng thống Trump nêu ra những thất bại của Harris với tư cách là luật sư quận San Francisco. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Sáu đã nêu bật một số thất bại của Phó Tổng thống Kamala Harris trong thời gian bà làm công tố viên quận San Francisco. Cụ thể, Tổng thống Trump đã chỉ ra những thất bại trong nhiệm kỳ của Harris từ năm 2004 đến năm 2011 khi phát biểu tại cuộc họp báo tại câu lạc bộ ứng góp quốc gia Trump ở Los Angeles vào thứ Sáu. Ông nói rằng, hôm nay tôi có mặt tại California với một thông điệp rất đơn giản gửi tới người dân Mỹ chúng ta không thể để đồng chí Kamala Harris và phe độc tài cánh tả làm với nước Mỹ những gì họ đã làm với California Tổng thống Trump gọi bà là bà mẹ đỡ đầu của các thành phố trú ẩn trong khi chỉ ra một cặp sát nhân người nước ngoài bất hợp pháp đã bị kết án giết người sau khi họ đã bị bắt vì những tội khác khi họ còn trẻ vị thành niên Tuy nhiên, chính sách thành phố trú ẩn của San Francisco đã bảo vệ những tên tội phạm vị thành niên khi đó khỏi bị giao nộp cho chính quyền liên bang để trục xuất. Thưa quý vị, vụ án đầu tiên mà ông chỉ ra là vụ giết hại Tony Bologna và hai cậu con trai tuổi tin của ông Michael và Matthew vào tháng 6 năm 2008 do một người nhập cư bất hợp pháp gây ra một trong những người được Kamala cấp thành phố trú ẩn và đưa vào làm DA là Esquin Ramos, một thành viên băng đảng MS-13 nhập cư bất hợp pháp, đã giết hại giả mang một người cha và hai con trai của ông sau khi nhầm họ với các thành viên của một băng đảng đối thủ. Tờ San Francisco Chronicle ghi nhận Ramos, một người nhập cư bất hợp pháp từ El Salvador, đã thực hiện vụ giết người ở quận Excelsior trích dẫn các nhà chức trách biết rõ về lý lịch của anh ta. Tờ báo đưa tin rằng Raymond trước đây đã bị kết tội tấn công có liên quan đến băng đạn đối với một hành khách Muni và cố gắng cướp một người phụ nữ đang mang thai trước vụ giết người vào tháng 6 năm 2008. Tuy nhiên, chính quyền liên bang chưa bao giờ được thông báo về tội ác này vì chính sách không xem xét tình trạng nhập cư quyết định cách xử lý tội phạm của Sở Quản chế Vị Thanh Niên. Theo bài báo, nếu các quan chức thành phố điều tra, họ sẽ phát hiện ra rằng Raymond không có tư cách pháp lý để ở lại Hoa Kỳ. Bản giải thích chính sách này cuối cùng đã bị bác bỏ, nhưng vào ngày 31 tháng 7 năm 2008, chỉ hơn một tháng sau vụ Raymond giết người ở Bologna, một người nhập cư bất hợp pháp từ Honduras tên là Ronnie Aguilar đã giết một cậu bé 14 tuổi tên là Ivan Miranda. Bà ấy cũng đã cung cấp nơi ẩn nấu cho người nhập cư bất hợp pháp Johnny Aguilera, kẻ đã giết một cậu bé 14 tuổi, gần như chặt đầu cậu bé bằng một thanh kiếm. Anh ta thích thú khi chứng kiến điều này xảy ra bằng một thanh kiếm, Tổng thống Trump nói vào thứ Sáu. Theo Chronicle, Aguilera phải ra đường một phần vì cùng một cách giải thích về chính sách thành phố trú ẩn của thành phố. Theo Chronicle, tờ báo đã xem xét hồ sơ trước đó của Aguilar sau vụ giết người nhưng không công bố chúng, vì đó sẽ là một tội ác vì anh ta còn là trẻ vị thanh niên. Aguilera là người thứ hai trong năm nay bị buộc tội giết người tại San Francisco sau khi được bảo vệ khỏi khả năng bị trục xuất theo cách giải thích hiện đã bị loại bỏ của các quan chức thành phố về một sắc lệnh bảo vệ người nhập cư. Trong đó, cấm các cơ quan hợp tác với các nỗ lực của Liên bang nhằm truy quét những người nhập cư bất hợp pháp. Tổng thống Trump chỉ ra nhiều trường hợp khác, bao gồm trường hợp văn phòng của Harris đồng ý nhận tội với mức án 12 năm tù cho một người đàn ông đã giết mẹ mình khi đang phê thuốc. Trong một thỏa thuận ngọt ngào, Kamala Harris chịu án 12 năm cho một con quái vật được gọi là David Tyler, kẻ đã phê thuốc rắc và giết một bà mẹ 65 tuổi bằng búa và kéo. Tổng thống Trump nói, hắn muốn ra ngoài và cô ấy muốn đưa hắn ra ngoài càng nhanh càng tốt. Thỏa thuận nhận tội cho vụ Tyler giết mẹ mình, bà Atheni Tyler vào tháng 7 năm 2001. Sau khi anh ta thừa nhận đã sử dụng ma túy đá trong 9 ngày, đã được đưa ra vào tháng 12 năm 2004 như tờ Chronicle đã ghi lại. Theo nguồn tin này, văn phòng của Harris lo ngại ông có thể đưa ra lời bào chữa về vấn đề sức khỏe tâm thần. Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh rằng Harris từ chối yêu cầu án tử hình cho một thành viên băng đảng đã sát hại cảnh sát San Francisco Isaac Espinoza trong một lần dừng xe kiểm tra vào năm 2004. Davis Hill, một thành viên băng đảng, đã bắn Espinoza, 29 tuổi, trong lúc dừng xe kiểm tra, theo như tờ New York Post đưa tin. Theo kênh truyền hình này, Harris chỉ mới đảm nhiệm vai trò công tố viên quận được vài tháng, đã lên truyền hình 3 ngày sau vụ giết người để tuyên bố rằng bà sẽ không yêu cầu án tử hình, thậm chí trước khi nói chuyện với gia đình đau khổ. Cuối cùng, Emily và Cộng sự xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi. Xin quý vị ủng hộ chương trình bằng cách bấm like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào được cập nhật hàng ngày trên kênh BTV Epoch Time. Hãy để chúng tôi biết nếu quý vị có bất kỳ ý kiến hoặc đề xuất nào để cải thiện trải nghiệm trên kênh. Chúng tôi luôn lắng nghe và sẵn lòng làm việc để nâng cao chất lượng nội dung, nhanh, trung thực và chính xác nhất. Một lần nữa, Emily xin cảm ơn và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp.